Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với BWIN TV. Kính thưa quý vị, trong tuần vừa rồi thì cũng có hai cái ngày mà kỷ niệm mà có lẽ trên thế giới chắc phải lâu lắm nữa chúng ta mới có thể quên. Đó là đánh dấu 68 năm cái ngày mà Hiroshima và Nagasaki ở bên Nhật Bản bị Hoa Kỳ thả hai cái trái bom nguyên tử để mà kết thúc cái đệ nhị thế chiến. Thì thứ nhất là Hiroshima là cái thành phố đầu tiên bị, đó là vào ngày 6 tháng 8 vào lúc 8 giờ 15 phút sáng thì Hoa Kỳ đã thả một trái bom, lúc đó là bom nguyên tử, bom cái class A, làm theo cái ước tính đó là có khoảng 140.000 người bị thiệt mạng ngay lúc đó và do những cái bị nhiễm cái phóng xạ sau đó. 3 ngày sau thì Hoa Kỳ thả thêm một trái bom nữa ở Nagasaki, là cũng khoảng vào buổi sáng 11 giờ 2 phút giờ địa phương thì một quả bom thứ hai cũng thả xuống, cũng được ước tính đã gây thiệt mạng cho 150.000 người. Và 6 ngày sau vào ngày 15 tháng 8 thì Nhật Bản tuyên bố đầu hàng. Vâng, thì đó là một cái ngày cũng khá là quan trọng, lịch sử của loài người luôn chứ không nói lịch sử của Nhật Bản. Và Nhật Bản thì vẫn hay có nói một câu là tuy là cái kỹ thuật về nguyên tử nó đã bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà thực sự ra cái người nạn nhân duy nhất trên thế giới đối với lại cái hậu quả nguyên tử thật sự là người Nhật. Bởi vì là đây là một cái quan hệ mà cũng nghĩ là cũng hay mà cũng lạ, bởi vì là nếu mà nghĩ lại như vậy, Nhật rất là cay cú Hoa Kỳ chứ, nhưng mà bây giờ thì lại nghĩ lại Nhật với Hoa Kỳ đang bắt tay với nhau giống là chặt chẽ, nhưng mà nghĩ lại trong lịch sử á, như vậy là giống như là cái hồi đó quý vị nhớ là một quả bom nguyên tử Little Boy thôi mà làm cho giống như quét sạch gần một nửa số dân trên cái địa bàn của Nhật, lúc đó khoảng chừng có 350.000 người thôi. Thì đó là một cái, phải nói là một cái ngày lịch sử đối với lại cái gọi là thế chiến thứ hai, nhưng mà cũng là cái lịch sử của Nhật Bản mà nó cũng liên hệ đến bom nguyên tử. Mà gần đây nhiều người cũng lên án rất là nhiều vấn đề bom nguyên tử, và cái vấn đề gọi là kiểm soát được cái nguyên tử hay không vẫn còn đang bị nghi ngờ, nhất là cái vụ mà Fukushima vừa qua mà mấy cái nhà máy điện của Nhật đó giống như đang nói là thật sự đó, khi mà bị tai nạn ra một cái thì không kiểm soát được hết, mà không kiểm soát được hết thì nó cũng gây ra những cái tương tự, những cái ảnh hưởng đối với người dân hoặc là môi trường vì cái sự gọi là ô nhiễm phóng xạ. Vâng, thì cũng đặc biệt trong tuần qua quý vị, lại như anh Quốc Bình nhắc đến cái nhà máy điện hạt nhân Fukushima đó, thì đặc biệt cũng trong tuần qua đã có những cái thông tin liên quan đến cái nhà máy đó, nói rằng hiện giờ những cái nước thải mà nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy đó bây giờ nó bị leak ra ngoài và đã chảy vào biển, chảy vào Thái Bình Dương. Đó là những cái điều mà người ta đang rất lo lắng rằng Thái Bình Dương thì lớn thật, nhưng mà quý vị tưởng tượng mỗi một ngày 300-400 tấn nước chảy ra đó, thì mà người ta ước tính đó là cái cuộc khủng hoảng cái nhà máy Fukushima phải mất đến 40 năm để mới làm sạch được. Thì quý vị cứ tưởng tượng theo một cái thời gian dài như vậy mà cứ 300-400 ngàn tấn nước mỗi ngày như vậy thì nguyên cái Thái Bình Dương thế nào nó cũng bị hậu quả đối với cái vấn đề môi trường. Còn đối với chưa kể là cái vấn đề mà cái dòng nước ngầm từ cái nhà máy mà chảy ra biển, thì cái dòng nước ngầm ở cái nguyên một cái khu lớn như vậy sẽ bị ô nhiễm luôn, thì làm cho cái nguyên cái vùng đất sẽ không, người dân sẽ không còn sống được, không còn trồng trọt được. Thì đó là những cái mối quan tâm mà ngay chính người dân Nhật Bản đang đặt lại với chính phủ của Nhật Bản,
đặc biệt là nhân trong cái vụ những cái ngày mà kỷ niệm Hiroshima với Nagasaki này. Vâng, thì một điều nó cũng hơi giống như là mâu thuẫn ngay đối với Nhật, và người ta cũng nói đó, trong lúc Nhật cũng đang vấn đề bị là nạn nhân nguyên tử, vấn đề của nhà máy điện Fukushima vừa qua, rồi bây giờ lại Nhật lại đang đi đàm phán muốn bán cái gọi là thiết bị và kỹ thuật nguyên tử cho Ấn Độ, thì nhiều người nói là bây giờ đang Nhật cũng như Hoa Kỳ đang kêu gọi một thế giới không nguyên tử, mà giống là lại đi phát triển nó ra, đi tuyên truyền nó ra, bán cho người ta cho nó rộng rãi hơn đó, thì nó đang bị lên án. Và nó nói lên một cái vấn đề của một cái thế giới không nguyên tử chắc cũng rất là khó, kính thưa quý vị. Vâng, rất là khó, đặc biệt khi mà với cái gọi là cái năng lượng mà dầu thô đó, thì quý vị thấy nó cũng đang gây ô nhiễm. Mọi người trong suốt một thời gian dài đã xoay qua điện nguyên tử, nhưng mà từ sau cái vụ Fukushima thì rõ ràng người ta thấy rằng con người vẫn chưa kiểm soát được cái năng lượng nguyên tử này. Nhất là khi mà không có dự đoán được những cái thiên tai, chuyện gì sẽ xảy ra. Quý vị thấy ngày xưa người ta nói Chernobyl thì người ta cứ đổ là tại vì Liên Xô thì ẩu tả, nghèo nàn, kỹ năng còn thấp kém. Đó, bây giờ Nhật Bản là quốc gia hạng nhất, hạng nhì về kỹ thuật nguyên tử, mà để xảy ra một cái vụ Fukushima thì quý vị thấy rõ ràng là người dân bắt buộc phải nghi ngờ, phải đặt lại dấu hỏi về cái vấn đề này. Nhưng mà ngược lại về cái mặt kinh tế, về cái mặt thực tế ngày hôm nay, nếu mà dẹp bỏ hết những cái nhà máy điện nguyên tử đó, thì thật sự là chúng ta sẽ lâm vào cái khủng hoảng năng lượng, sẽ giá dầu, giá điện, tất cả sẽ lên một cách gọi là không có thể nào mà chi trả nổi nữa. Mình nghĩ là cái vấn đề là mình đang có một cái quan hệ không tốt lành lắm đối với lại Trung Đông, cho nên cái nguồn cung cấp dầu hỏa của chúng ta chắc là phải đang suy nghĩ lại để coi dùng nguồn nào. Nhưng mà ngay cả Trung Đông cũng đang sắp hết rồi. Thì cái đó là cái vấn đề mà cũng đang là lịch sử, nhưng mà phải nói nó trở ngược lại với thời bây giờ đó, mà làm một cái sự kiện làm cho cả thế giới đang quay ống kính vào đó. Kính thưa quý vị, trong tuần vừa qua cũng cái ngày mà đánh dấu thứ ba vừa qua là đánh dấu cái ngày 68 năm Hiroshima, và cũng là cái ngày mà Nhật Bản chính thức cho ra mắt một cái chiếc tàu mà nếu mà chúng ta nhìn vào tự nhiên chúng ta sẽ nói đây là hàng không mẫu hạm, nhưng mà Nhật Bản thì không, đây không phải là hàng không mẫu hạm, đây là chỉ là tàu khu trục mà thôi, mà đây là cái tàu mà chứa được cái 9 chiếc máy bay, thay vì hồi xưa đến giờ là Nhật Bản cũng có những chiếc tàu như chứa được 4 chiếc thôi. Thì đây là một cái ra mắt mà phải nói là đánh dấu một cái sự phát triển quân sự. Nó hơi kỳ lạ là mình nói, ủa sao sau thế chiến là người ta nói là Nhật không được phát triển quân sự mà, thế bây giờ tại sao ai bán cho Nhật cái tàu này? Mỹ đúng không? Không biết cái này. Không, thiệt ra thì Nhật gọi là chính phủ Nhật đặt và được đóng ở tại Yokohama, có nghĩa là ở tại Nhật Bản. Thì quý vị thấy nhưng mất. Nhưng mà thật sự là Nhật với Hoa Kỳ có một cái quan hệ rất là chặt chẽ. Đúng. Những cái kỹ thuật quân sự đó thì phải nói là có thể là có liên hệ đến Mỹ cũng khá nhiều. Thì đặc biệt quý vị, khi mà Nhật đó thì đóng chiếc tàu này, bây giờ quý vị thấy 2013 là ra mắt, bắt đầu đóng là 2010, 2013 là ra mắt, nhưng mà đến 2015 mới đem sử dụng cho những cái hoạt động quân sự, có nghĩa là từ đây tới 2015 có lẽ phải nhờ Hoa Kỳ gắn thêm một vài cây súng vào. Quả thật như mình đó, mình thấy là trong cái sự mà đối sách của Nhật Bản á, nó ở luôn luôn cái thế thượng phong. Nhất là quý vị thấy là Trung Cộng bây giờ đang bành trướng Biển Đông, mà từ Philippines đến Việt Nam gần như là bị như là những con dế kêu lét chét thôi, nhưng mà Nhật Bản thì khác, rất là lẳng lặng mà đùng một cái là ra mắt một cái chiếc hàng không mẫu hạm khủng khiếp, mà để cho nó được sức mạnh quân sự của tôi á, là anh mà đụng đến tôi là anh phải coi chừng á. Nó có một tư thế hoàn toàn khác đối với là những cái quốc gia như Việt Nam, mà mặc dù là đây là một cái tàu mà Nhật Bản vẫn nói là đây là cái hệ thống không phải là phát triển quân sự, nó vẫn là một trong những cái hệ thống gọi là để gọi là trong cái phạm vi gọi là tự vệ mà thôi. Nhưng mà phải nói đó, trong tuần vừa qua cũng nói đến những cái sự căng thẳng, thật ra nó cũng là kết quả của rất là nhiều ngày tháng qua leo thang của căng thẳng của những cái sự tranh chấp Biển Đông, mà cái đảo Senkaku mà một năm về trước, có xu vườn nhớ là thì những người của bên Trung Cộng là đóng vai trò là những người dân thường là leo lên cái hòn đảo này để mà nói rồi đây là đảo của Trung Cộng đó, thì bị Nhật Bản đuổi ra, rồi tạo nên những cái sự căng thẳng đó đó. Thì cái cũng cái nhóm đó đó trong tuần vừa qua đó là họ đang chuẩn bị, họ tàu bè lại, họ chuẩn bị ra khơi tiếp tục để làm một cái cuộc gọi là viếng thăm một lần nữa đó. Thì phải nói là những cái sự căng thẳng đang tiếp diễn
Mà đây là một câu trả lời rất là dứt khoát của Nhật Bản. Vâng, quý vị thấy rằng Nhật Bản là tuy là mới gọi là kỷ niệm 68 năm Hiroshima xong, thì là ngay trong ngày đó là có cái cuộc ra mắt này mà làm rất là rầm rộ, nghĩa là phô trương một cách quá đáng, có nghĩa là có cái chủ ý trong cái sự phô trương của mình để mà nói rằng Nhật Bản hoàn toàn có cái khả năng làm, và cho đến bây giờ không ra những cái gọi là cái vũ khí hạng nặng, hạng lớn, bởi vì còn bị kẹt cái vấn đề mà đã ký một cái hiệp định gọi là trong hiến pháp của Nhật Bản bây giờ là cấm không cho chính phủ có những cái vũ khí mà để gọi là tấn công, chỉ được ở cái mức độ phòng vệ. Ngay chiếc tàu hồi nãy đó, quý vị thấy là khi được giới thiệu đó thì chính phủ Nhật Bản đưa ra cái nhiệm vụ là thứ nhất là cho những cái sứ mệnh nhân đạo, và thứ nhì là cho hoạt động chống tàu ngầm. Quý vị thấy là nó rất là một chiếc tàu sứ mệnh nhân đạo và chống tàu ngầm, nó rất là nó rất nhau, là, đúng không? Là cái kiểu mà gọi là muốn chiều nào cũng được đó. Và cũng giống như là quý vị cũng thấy là trong tuần vừa qua khi mà ra mắt những chiếc tàu như thế này đó, thì phải nói là Nhật Bản cũng đồng thời làm một cái hành động mà phải nói là Việt Nam chưa từng bao giờ dám làm, là những cái sự tranh chấp ở Biển Đông mà vừa qua đó, là họ triệu tập đại sứ của Trung Cộng lên để mà họ giằng mặt. Thì quả thật thì họ cũng có một cái cách để mà họ làm ngoại giao, là cái ông đại sứ đó trốn mất tiêu, bây giờ nó không tôi đi vắng, gửi một anh cao cấp khác để mà lên nghe bị chửi đó. Thì phải nói đó là Nhật Bản đang ra một cái tín hiệu rất là dõng dạc và mạnh mẽ đối với lại cái sự gọi là anh không dễ dàng ăn hiếp chúng tôi đâu. Mà Việt Nam nghĩ lại mới thấy là nó đau khổ dễ sợ luôn. Mà thật sự nghĩ lại là cái tàu này rẻ, Xuân Phương, có 1.2 tỷ Mỹ Kim thôi. Đúng. Thật sự là người Việt hải ngoại mình nó mỗi năm gửi bao nhiêu tỷ? 10 tỷ. Hình như là mình dồn lại nhiều năm á, là 10 chiếc lượt cũng mua được bao nhiêu chiếc này á. Thì bây giờ chẳng hạn như là mình cũng phải có một kế hoạch, rồi mình cứ im ỉm đùng một cái mình ra mắt một chiếc. Bây giờ làm sao anh Quốc Bình chặn đường cái dòng vốn kiều hối đó. Vâng, nếu mà anh Quốc Bình nói đúng, quý vị, thí dụ một chiếc tàu có 1.2 tỷ mà một chiếc tàu lớn như vậy, bây giờ chúng ta chừng 5-6 chiếc như vậy thì thật sự là không có ngán Trung Cộng chút nào ở Biển Đông. Quá thật là mình có khả năng tài chánh, nếu mà nói là đúng. Nhật được có tài chánh, mình cũng có tài chánh. Đúng. Nhưng mà chỉ có điều là bây giờ là ai xây với mình cái đầu này thôi. Thiệt ra có tiền thì ai xây cũng được, bởi vì thật sự cái chiếc tàu này khi mà xây ra là do Nhật Bản đóng. Thì quý vị thấy chiếc tàu này cho tới bây giờ đó, nó hoàn toàn không có cái vũ khí gì ở trên đó hết. Thì tới cái mức đó đó thì thật sự ai đóng cũng được thôi. Nhưng mà sao để mà trang bị sao cho nó thành, nó có thể thực hiện những cái sứ mệnh quân sự, đó mới là một cái bước thứ hai là cần phải xin phép. Không, mà nghĩ lại mình thấy đau khổ cho Việt Nam mình, phải không? Việt Nam mình nếu mà mua được những chiếc tàu này đi tuần tra khu biển của Việt Nam mình sẽ rất là an toàn. Mà đúng, người dân Việt Nam mình sẽ không còn lo sợ giống như giờ đi bắt cá đó, cũng còn lo sợ Trung Cộng. Sư Phương nghĩ với chiếc tàu này thôi đó, chúng ta đi ngoài chỉ cần mấy cái dòi nước rồng thôi cũng xịt mấy tàu hải giám Trung Cộng được, không cần súng. Mà chắc chắn là cao cấp hơn Trung Cộng, thì Trung Cộng mua lại một cái chiếc tàu của Ukraine và chỉnh sửa gì nữa thì mới ra mắt mới đây thôi. Đúng. Thành thử là còn cũ kỹ lắm. Bây giờ mình nếu mà mua được cái chiếc này nó rất là hiện đại như thế này đó, là không cán Trung Cộng đó. Vâng, đúng. Thì khi mà Nhật Bản ra mắt chiếc tàu này, chúng ta mới thấy cái sự khác biệt. Cho dù là Trung Cộng có tự xưng là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng mà chúng ta rõ ràng thấy cái kỹ thuật của Nhật Bản nó cao hơn rất là nhiều. Quý vị thấy mất 2010-2013, 3 năm là xong một chiếc tàu, trong khi chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đó là mua về cũ sẵn, mà không biết bao nhiêu năm, gần cả chục năm mới ra mắt được chiếc tàu. Thì đó là một cái điều mà mình sẵn sàng thấy rằng Trung Cộng cái kỹ thuật mà đi sao chép đó, nó cũng không vượt qua được những cái sáng tạo. Thì vâng, thì đó là không biết là bao nhiêu quý vị sẽ lên Facebook của mình, I want the Izumo. Izumo tên chiếc tàu này đúng không? I want the Izumo. Kính thưa quý vị, thì cho phép chúng tôi lấy một vài phần cho quảng cáo, xin trở lại quý vị trong phần 2, trở lại những hiện tình hình rất là nóng bỏng ở cùng một khu Biển Đông này liên hệ đối với Việt Nam thì ra sao, và Trung Cộng thì đang có những tiến triển gì cũng mới lại trong tuần qua. Mời quý vị cùng trở lại với làn sóng sau phần quảng cáo.